Và trước tiên khi mà làm video thì mình muốn nói với anh em là có thể là thông cảm với mình về ánh sáng của cái video này ngày hôm nay nha. Tại vì cái ngày hôm nay thì cái nét mặt của mình nó hơi bơ phờ tí, tại vì sau một khoảng ngày mà làm việc nó hơi dài quá thì nó cũng hơi mệt, cho nên là nhan sắc nó hơi bị tàn phai. Vì thế là sử dụng đến cái gì đó tối tối để có thể là che một số cái khuyết điểm để có thể là lên hình mà ra được video cho anh em. Thì gần đây mình có một cái idea thế này, đó là mình muốn ra thêm những cái video về podcast để cho anh em chúng ta có thể có một cái không gian để chúng ta có thể là tâm sự với nhau nhiều hơn. Có thể là mình nè và những cái người xem video của mình có được một cái chủ đề để các bạn có thể là tiếp cận với nhau, hoặc là đơn giản hơn là anh em ta có một cái chủ đề để chúng ta có thể là trao đổi thông tin với nhau, đồng hành cùng với nhau trong một cái quá trình chúng ta nuôi bò sát chẳng hạn như vậy. Vì mình thấy là có khá là nhiều anh em newbie được tất cả các bạn hướng dẫn là làm thế nào để mà nuôi con bò sát tốt thế này, con bò sát tốt thế kia, nhưng mà hầu như thì mình đã thấy là nuôi một khoảng thời gian anh em chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta đang bị mất một cái gì đó, chúng ta đang bị thiếu mất đi cái nguồn nhiệt huyết của bản thân mình. Thì sắp tới mình muốn nói về những cái tâm lý hơn, nói chung là cái hiệu ứng này nhiều đấy. Tóm lại đại loại như vậy thôi, thì nhất thời thì chỉ có một vài ba câu nói hoặc là trong một cái video ngắn gọn, nó không thể nào mà bộc lộ đi hết tất cả những cái mà mình muốn. Nhưng là cứ là mong trong chặng đường mà sắp tới mình vẫn sẽ luôn được anh em yêu thương và vẫn sẽ luôn được anh em giúp đỡ mình nhiều thế này. Coi là mất nhiều thời gian của anh em nữa ha. Video này hôm nay có lẽ là sẽ nói về cái vấn đề là vì sao các bạn newbie chúng ta thường chúng ta không dám đặt cái câu hỏi khi mà chúng ta tiếp xúc với bò sát. Đấy. Thấy cái câu nói nó chỉ đơn giản, nó ngắn ngủi như vậy thôi, nhưng mà nó là cả một cái vấn đề để chúng ta có thể là ngồi và chiêm nghiệm lại đây. Không là mất nhiều thời gian đâu. Vô video thấy ha. Như cái lúc nãy á thì có nói trong cái đoạn trước khi intro bắt đầu thì có lẽ như là anh em có thể thấy từng từng là tại sao rất là nhiều những anh em newbie hoặc là những beginner gần đây họ có rất khi họ đặt ra những câu hỏi, họ đặt ra những cái vấn đề để anh em chúng ta có thể mà bàn luận với nhau. Thì có lẽ là mình nên kể một cái câu chuyện như thế này thì có lẽ anh em chúng ta sẽ dễ mà hình dung hơn ha. Đơn giản thôi. Thì mọi chuyện sẽ bắt đầu như thế này, là bạn có thể là một anh em sinh viên năm nhất nào đấy, và khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta vô tình luôn thì tiếp xúc được với một loài động vật bò sát nào đấy mà các bạn thích, thì cái lúc này cái điều mà anh em chúng ta muốn biết nhất là chúng ta muốn tìm được cái hình ảnh mà, hoặc là chúng ta có thể chúng ta tìm thêm những cái thông tin về cái loài động vật bò sát mà các bạn đang yêu quý đó, các bạn muốn nuôi nó. Thì tự nhiên ai trong tâm lý chung của chúng ta nó cũng sẽ như thế đúng không? Thì vô hình chung các bạn sẽ có thể tìm cái loại thông tin của con bò sát đấy thông qua TikTok, hoặc là các bạn có thể tìm qua được cả những anh em trên YouTube và tiếp xúc với nó một thời gian. Thì xem một vài cái video trên YouTube thì bạn tìm được một hai người và bạn cảm thấy các bạn có thể là rất là tin tưởng về cái chuyên môn của họ, về cái kinh nghiệm nuôi bò sát của họ, về cái niềm đam mê của họ. Và bạn có thể liên lạc được với người ta thông qua Facebook, Zalo hoặc là Instagram hay là những cái trang mạng xã hội tương tự như vậy. Và bạn nhắn tin với họ. Bạn đặt rất là nhiều những câu hỏi để bạn có thể là tiếp cận được với họ dễ dàng hơn. Và người ta cũng trả lời tin nhắn của bạn. Nhưng sau ngày hôm đấy thì lên Facebook, các bạn lại thấy trên trang cá nhân người ta là up nguyên một cái đoạn nội dung tin nhắn của người ta với bạn. Người ta post với bạn. Vì bạn hỏi quá nhiều và kèm thêm những cái dòng chữ là không chịu tìm hiểu trước khi đặt câu hỏi, trước khi đặt ra vấn đề ấy. Và hơn thế nữa là trong những cái phần bình luận có rất là nhiều những cái comment ác ý mà đang được chỉa thẳng vào các bạn luôn đấy, khá là quen ha. Thì khi mà gặp cái trường hợp như thế này thì mình thấy là có rất là nhiều anh em gặp những cái trường hợp như vậy rồi. Và đối với bản thân mình nha, trước đây mình cũng từng là một beginner, trước đây mình cũng từng là một newbie, và mình hiểu được cái cảm giác của tất cả các anh em. Hầu như là anh em biết được là hơi kỳ á, nhận được tiếng tin nhắn của anh em mình cảm thấy là anh em có vẻ như anh em đã biết được kha khá thông tin về loài động vật bò sát mà anh em chuẩn bị nuôi rồi, nhưng anh em vẫn sẽ luôn đặt ra những câu hỏi, những cái vấn đề nó xoay xung quanh đó, hoặc là những câu hỏi được lặp đi lặp lại
hầu như là mình cảm nhận được là à, có vẻ như anh em muốn xác nhận cái thông tin đó lại từ chính bản thân mình. Kiểu như là đây là một lần đầu tiên mà anh em chúng ta tiếp xúc với động vật quan sát, và chúng ta còn có rất là nhiều những cái bỡ ngỡ, cũng như là chúng ta khá là mông lung về đó. Chúng ta có kiến thức đấy, nhưng mà chúng ta chưa từng thực hiện nó, nuôi nó bao giờ cả. Và chúng ta may mắn chúng ta tìm được một người mà có thể là gửi gắm cái niềm tin vào. Có lẽ là mình cảm nhận được là từ anh em chỉ cảm thấy anh em chỉ thiếu sự tự tin thôi. Và còn điều gì tuyệt vời hơn là một YouTuber, một TikToker ở đấy mà anh em cảm thấy tin tưởng, họ truyền được cái nội dung đó cho anh em. Ý mình là không phải nội dung mà là truyền cái đam mê đó cho anh em, xác nhận là những cái thông tin anh em biết nó chắc chắn là đúng, và anh em có thể nuôi nó một cách thoải mái nhất và có thể chăm sóc con bé của mình một cách tốt nhất. Có lẽ là như thế đúng không? Thứ anh em cần có lẽ không phải là nội dung cái câu hỏi đó, mà thứ anh em cần có lẽ là sự nhiệt huyết của bọn mình, à, niềm tin của bọn mình truyền lại cho anh em để anh em có thể tự tin hơn thôi. Nhưng mà các anh em biết đó, thì hầu như làm YouTube, hầu như làm TikTok bây giờ thì những người này họ khá là giỏi. Họ giỏi trong cái việc là có thể là truyền đạt những cái thông tin của họ đến với bạn, dẫn dắt cái câu chuyện của họ khá là hay. Nhưng mà không phải YouTuber nào, không phải TikToker nào họ cũng có khả năng họ tiếp thu được cái ý kiến của các bạn cả. Có nghĩa là người ta giỏi trong cái việc nói, trong cái việc truyền đạt, nhưng mà người ta có khả năng, người ta không giỏi lắm trong cái việc lắng nghe, trong cái việc mà có thể hiểu được các bạn đang muốn cái gì. Đấy, rất nhiều là như vậy. Cho nên là đối với những YouTuber như thế, các bạn không phải cần phải quá là căm phẫn họ đâu, các bạn không cần phải ghét họ đâu. Vì bây giờ mình mở lòng ra mình suy nghĩ ha, đặt góc nhìn của mình là YouTuber đi, thì có vẻ như là người ta làm rất là nhiều những cái chủ đề liên quan về con bò sát đây rồi, và người ta bỏ rất là nhiều công sức của người ta vào đó rồi đấy, nhưng mà người ta vẫn nhận được những cái câu hỏi liên quan về những chủ đề mà đã từng làm rồi. Một phần nào đó người ta cảm thấy bản thân của người ta không được tôn trọng trong việc đó đấy. Phần người ta cảm thấy được là những cái điều mà người ta làm trước đây có vẻ như nó vô bổ thì phải, bởi vì nó không đến được tới các bạn. Một phần họ cảm thấy họ bị thiếu tự tin vào trong việc đó, họ bị tự ti, họ bị mặc cảm. Có khả năng là do những tổn thương trong quá khứ của họ thôi. Nó đơn giản như vậy, cuộc sống mà anh em. Có rất là nhiều thứ mà chúng ta chưa hề biết được. Ở góc nhìn của họ thì họ bị tổn thương bởi vì anh em hỏi quá nhiều, lẫn nó kiểu như là họ người ta bị tự ái đấy. Đấy, hiểu đơn giản hơn là như vậy. À, bây giờ thì sau khi mà nói ra như thế thì có lẽ là mình nghĩ anh em có thể có góc nhìn của hai bên rồi đúng không? Nói chung thì cái vấn đề này nó cũng còn muốn nói nữa thì nó còn rất là nhiều. Và đôi khi sẽ cần sự bàn luận từ phía những viewer đang xem video này của mình và những người mà làm YouTube luôn. Đấy. Sự đối với mình nha, khi mà nhận được những câu hỏi của anh em á, cũng khá là vui đấy. Lâu lâu không ra video là lại sẽ có anh em nhảy vô hỏi. Không phải là nhảy, nghe hay kỳ quá. Mà là nhắn tin cho mình hỏi: "Anh ơi, giờ này sao mà lâu ra video quá? Giờ này sức khỏe có như thế nào không mà thấy giọng đọc của anh, giọng nói chuyện của anh nó khác xưa quá." Đấy, khá là tuyệt vời như thế. Đôi khi mình có mà chuẩn bị ra video là có một số em á nhắn tin là nhớ nhắc tên em nha. Hạn như em Sơn chẳng hạn gì đó. Tắt nữa mình sẽ đưa cái hình đó lên đây. Đấy, đôi khi làm YouTube nó sẽ có những cái niềm vui như thế. Được gặp anh em bên ngoài, được tiếp xúc tất cả các anh em và khá là tuyệt vời. Mong là trong những video sắp tới có khả năng mình thì gặp anh em nhiều hơn bên ngoài ha. Thời gian gần đây thì làm nhiều quá cho nên cũng không có quá nhiều cái thời gian để mà có thể là ra video thường xuyên trước đây nữa. Nhưng mà sắp tới thì các cũng bước cái chuông này nó cũng sẽ đỡ đỡ hơn tí. Mong là có thể đồng hành cùng anh em nhiều hơn. Và thực sự là rất cảm ơn tất cả các anh em từ trước đến nay đã đồng hành cùng mình trong những cái video mà đã từng ra trước đây. À, nói bao nhiêu thôi ha. Thì nó nhiều quá đôi khi nó cũng bị lõng cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với anh em. Đó, cái nội dung video này hôm nay nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Là do góc nhìn của hai bên. Những cái viewer gần đây họ không dám đặt câu hỏi là bất nhiên là vì họ bị sợ bị vote. Họ sợ là khi mà họ đặt câu hỏi như thế, họ không được anh em chúng ta hỗ trợ lắm. Họ cảm thấy họ bị tự ti bởi những kiến thức của họ. Thứ mà họ thiếu là thiếu niềm tin đấy. Còn đối với những YouTuber thì những người như họ thì họ cảm thấy đôi phần thì có lẽ là như họ bị hơi tự ái một tí, hoặc là nhiều vấn đề hơn nữa. Đấy, thế thôi.
Mong là anh em có thể hiểu nhau hơn và chúng ta có thể là cùng nhau phát triển cái niềm đam mê này ha. Và hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhé. Bye bye.